Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi xin giới thiệu tới quý vị và các bạn video clip độ từ thẩm định nghĩa. Độ từ thẩm thường được ký hiệu là mi là một đại lượng vật lý đặc trưng cho tính thấm của từ trường và một vật liệu, hay nói lên khả năng phản ứng của vật liệu dưới tác dụng của từ trường ngoài. Khái niệm từ thấm thường mang tính chất kỹ thuật của vật liệu, nói lên quan hệ giữa cảm ứng từ và từ trường ngoài. Độ từ thẩm thực chất chỉ đáng kể ở các vật liệu có trật tự từ như sắt từ, ferrite từ. Hai, mối quan hệ giữa từ thẩm và độ cảm từ. Cảm ứng từ B quan hệ với từ độ và cường độ từ theo công thức. Với mu không là hàng số từ, hay được gọi là độ từ thẩm của chân không có độ lớn. Như vậy, đại lượng độ từ thẩm và độ cảm ứng từ quan hệ với nhau qua biểu thức. Độ từ thẩm có cùng ý nghĩa và độ cảm từ đều nói lên khả năng phản ứng của vật liệu dưới tác dụng của từ trường ngoài. Trong kỹ thuật, người ta thường quan tâm đến giá trị độ từ thẩm tương đối được định nghĩa bởi khi nói đến độ từ thẩm, người ta thường ngầm hiểu đó là độ từ thẩm tương đối, và đơn này là đại lượng không có thứ nguyên. 3. Các khái niệm về độ từ thẩm ở các vật liệu có trật tự từ. Trên thực tế, giá trị độ từ thẩm chỉ đáng kể ở các vật liệu có trật tự từ. Từ trên đường cong từ hóa của vật liệu, người ta có quan tâm đến một số độ từ thẩm khác nhau. Trong đó, thứ nhất, độ từ thẩm ban đầu. Đây là sơ đồ sự thay đổi của độ từ thẩm ban đầu của vật liệu Pemaroli theo hàm lượng niken, theo hai phương pháp chế tạo cán nóng và cán lạnh. Độ từ thẩm ban đầu được định nghĩa là độ từ thẩm của vật liệu dưới từ trường ngoài bằng 0 qua công thức. Trên thực tế, không thể xác định giá trị độ từ thẩm ban đầu khi từ trường ngoài chính xác bằng 0, nên người ta xác định bằng cách đặt từ trường hóa rất nhỏ trong lõi dần dẫn từ được chế tạo thành mạch dạng từ kín để khử hiệu ứng từ trường dẫn đến việc dễ từ hóa. Và nếu phải đo trong từ trường xoay chiều thì đo trong tần số rất nhỏ, gọi là phép đo chuẩn tĩnh. Giá trị độ từ thẩm ban đầu rất có ý nghĩa trong việc sử dụng các vật liệu sắt từ mềm, vì vật liệu từ mềm rất dễ bão hòa và cần sử dụng trong từ trường nhỏ. Các vật liệu từ mềm có kích thước hạt lớn vượt kích thước vách đô đen. Độ từ thẩm ban đầu tỷ lệ thuận với kích thước hạt theo công thức. Còn ở các vật liệu có kích thước hạt mịn, độ từ thẩm ban đầu tỷ lệ nghịch với lý thừa bậc 6 của kích thước hạt theo công thức.
với PMI là hệ số tỷ lệ, MS là từ độ bão hòa, A, K lần lượt là thằng số trao đổi và dị hướng từ tinh thể bậc 1. Tiếp theo là độ từ thẩm cực đại. Độ từ thẩm cực đại là giá trị cực đại của độ từ thẩm trong toàn giải từ trường hóa. Trên thực tế, nếu từ trường ngoài vượt ngưỡng đủ để quá trình từ hóa vượt qua quá trình từ hóa ban đầu, xảy ra mức nhảy bắc cao sen, thì giá trị độ từ thẩm sẽ đạt cực đại, sau đó sẽ giảm dần khi biên lượng tiến tới trạng thái bão hòa từ. Tôi vừa chia sẻ tới quý vị và các bạn video clip độ từ thẩm. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn.